Đây là bài 18 trong loạt bài Nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không khó lắm. Bú thải nán. Mình rất bận. Vua khẩn máng. Đi bưu điện. Chuy yếu chí. Tôi đi đây. Vua dầu lọ. Thầy giáo Phương. Hoàng lão sư. Là của mình. Sì wǒ de. Đó là tạp chí tiếng Trung. Nà shì zhōngwěn zǎ zhì. Bạn tôi. Wǒ péng yǒu. Lâm. A Lín. Cháu chào chú. Shú shú hǎo. Rất vui được quen biết các bạn. Hěn gào xīng rěn shì nǐ men. Chúng mình cũng vậy. Wǒ men yě shì. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ hoan nghênh. Hoan yính. Hoan. Hoan. Yính. Yính. Hoan yính. Hoan yính. Hoan nghênh các em. Hoan yính nì mân. Hoan yính nì mân. Hoan nghênh anh với nghĩa rất tôn trọng. Hoan yính nín. Hoan yính nín. Không hoan nghênh. Bù hoan yính. Bù hoan yính. Chúng tôi không hoan nghênh anh. Wǒ men bù hoan yính nǐ. Wǒ men bù hoan yính nǐ. Không hoan nghênh mình à? Bù hoan yính wǒ ma? Bù hoan yính wǒ ma? Các bạn không hoan nghênh mình à? Nǐ men bù hoan yính wǒ ma? Nǐ men bù hoan yính wǒ ma? Các bạn của tôi không hoan nghênh anh. 我的朋友们不欢迎你. 我的朋友们不欢迎你. Hoan nghênh các bạn về trường. 欢迎你们回学校. 欢迎你们回学校. Hoan nghênh các em. Hoan nghênh nì mèn. Hoan nghênh nì mèn. Các em uống cà phê không? Nì mèn hơ cà phê mà. Nì mèn hơ cà phê mà. Vâng, được ạ. Hào đợ. Hào. Hào. Tợ. Tợ. Hào đợ. Hào đợ. Vâng, cảm ơn. Hào đợ, xie xie. Hào đợ, xie xie. Hoan nghênh các em. Hoan nghênh nì mân. Hoan nghênh nì mân. Các em uống cà phê không?
你们喝咖啡吗？vâng ạ, cảm ơn. 好的，谢谢。好的，谢谢。Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977309925 để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán hoặc để đăng ký học tại Hội quán nhé.